Xin chào, chúng ta lại chuyển sang phần 2 của tạo bàn phím ảo. Ở bài trước, ở cái phần 1 thì đã còn các cái phím bình thường thì chúng ta làm đã rất là ok rồi, đúng nhỉ? Còn cái phím Ctrl thì nó gặp một vấn đề như sau. Để sang phần này chúng ta sẽ khắc phục cái phím Ctrl. Tất nhiên là nó không phải là nó vẫn thực hiện được, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải tắt cái nút cắp nóc đi thì nó mới thực hiện được cái lệnh copy. Vậy thì ta sẽ đổi cái câu lệnh như sau. Giờ chúng ta sẽ test thử cái trước khi vào phần test thử cái lỗi của nó thì ta sẽ thực hiện cái giải tôi sẽ giải thích cái cấu trúc của cái câu lệnh như sau. Ví dụ như cái câu lệnh Ctrl C chẳng hạn. Và giờ trước tôi đã hướng dẫn ta nháy để sang cái phần sọt của nó vào nhé. Ở đây cái câu lệnh if else này, tôi giải thích cái câu lệnh này. Đây cái nút nhấn của cái nút C là cái nút 28 đúng nhỉ. Sau khi chúng ta nhấn vào cái nút 28 mà cái nút mà có chữ C đấy đúng nhỉ, tức là sau khi ta nhấn vào cái nút này thì nó sẽ kiểm tra các cái điều kiện để nó thực hiện đúng nhỉ. Tức là cái mắt từ cái đầu đọc nó sẽ đọc, nó sẽ kiểm tra câu lệnh thứ nhất, nếu mà cái checkbox 1 mà được check hoặc checkbox 2 được check hoặc checkbox 3, tức là cái nút cắp nóc đấy, nếu cái nút cắp nóc mà được được chọn nhỉ, thì nó sẽ thực hiện câu gì, câu lệnh là gửi đến một ký tự chữ C in hoa đúng nhỉ. Đấy là cái câu lệnh thứ nhất. Còn nếu cái nút checkbox mà không thực hiện, trường hợp là nếu cái nút checkbox 4, tức là cái nút control đấy, mà được thực hiện, tức là được kiểm tra, hoặc checkbox 5, nó có hai nút control đúng nhỉ. Tức là nếu cái nút control mà được chọn, tức là hai nút control này này, nút control này và cái nút control bên này mà được chọn thì nó sẽ gửi đến ký tự C, checkbox 4 thì nó sẽ gửi đến, nếu cái checkbox 4 là cái nút control đấy đúng nhỉ, đúng rồi, nếu cái nút checkbox 4 và checkbox 5 mà được chọn, tức là hai nút control ấy, hoặc đây là điều kiện hoặc một trong hai cái nút này được chọn thì nó sẽ gửi đến ký tự control và C, tức là cái lệnh copy đúng nhỉ. Cái control được ký hiệu là chữ V ngược đúng không, C, tức là nó sẽ gửi đến cái câu lệnh là control cộng với C mà chúng ta vẫn thường nhấn là control C đấy, là copy đấy đúng nhỉ. Còn nếu không thỏa mãn hai cái điều kiện trên thì nó sẽ, tức là không có cái nút nào được nhấn thì nó sẽ gửi đến cái chữ C bình thường đúng nhỉ. Đấy, ở đây tôi bỏ cái dòng lệnh này đi cho nó đỡ nằng nhằng, bỏ cái hộp tin nhắn này đi. Bây giờ chúng ta chạy thử để cái câu lệnh đó sau đó nó sẽ mắc cái lỗi như nào. Và bây giờ ta sẽ chạy thử nhé. Rồi ok, bây giờ tôi chạy thử này. Bây giờ điều kiện thứ nhất này, nếu nút checkbox 1 được chọn, đấy nút này được chọn này, thì nó sẽ tuấn chữ C này thì nó sẽ trả trả cho chúng ta chữ C gì, C hoa đúng không. Còn nếu cái nút này không được chọn thì nó sẽ trả chữ C C thường đấy, chọn này C hoa này, không chọn thì C C thường. Còn nếu cái nút Ctrl này mà được chọn, tức là nút này và nút bên này được chọn, thì chúng ta nhấn vào thì nó sẽ không ra chữ C đâu. Đấy, nhấn nào, bắt đầu nhấn nào. Đấy, tức là nó đang thực hiện cái lệnh copy.
Nhưng nếu bây giờ hai cái nút này nó nhả ra rồi, bởi vì tôi để full đúng nhỉ. Bây giờ chúng ta nhấn thì nó lại được chọn đúng không? Rồi, mục đích như sau này. Khi nào thì nút C này, giờ tôi nhấn lại này. Đầu tiên là ví dụ tôi cái nút C là dùng để Ctrl copy ấy, đúng không? Tôi sẽ bôi đen cái nút này. À, bôi đen cái dòng lệnh này, tôi ví dụ tôi muốn copy cái đoạn này. Tôi nhấn vào Ctrl này, đúng không? Đấy, bây giờ tôi nhấn vào chữ C. Thì dĩ nhiên là nó không ra ký tự C ở trên này, bởi vì đây là tôi đang cái nút Ctrl này đang được gì? Nút Ctrl này đang được cộng. À, đang được chọn, đang màu sáng. Bây giờ tôi sẽ nhấn vào nút C. Đúng không? Thì ở trên này nó sẽ không ra nút C mà nó đang thực hiện cái lệnh Ctrl C này, copy này. Đấy, đúng không? Sau khi nhấn thì cái nút này nó nhả ra, mà nếu mà bây giờ chúng ta mà nhấn nữa thì nó sẽ nó không ra, nó không phải là copy nữa mà nó sẽ ra chữ C rồi. Giờ ta xuống dòng để ta Ctrl V nhá. Tức là dán đấy. Ctrl này. V này, đấy, dán cái dòng lệnh này xuống. Tức là đã cóp hoặc là ta cóp bôi đen hết cả này. Ctrl C xuống dòng này. Ctrl V. Đấy. Đấy là điều kiện này thì cái nút Ctrl C và Ctrl V được thực hiện. Với điều kiện là cái nút cắp nóc này phải không được chọn, đúng không nhỉ? Ví dụ như tôi sẽ thực hiện lệnh copy này. Giống như lúc nãy. Nhưng mà cái nút cắp nóc này bật. Đấy, tôi bật nút cắp nóc này lên. Bây giờ tôi nhấn Ctrl C và nhấn Ctrl C để thực hiện lệnh copy này, Ctrl này, C này, nhấn chữ C nhá. Các bạn để ý là ở trên cái dòng này nó sẽ mất bởi vì là cắp nóc nó được chọn. Bắt đầu nhấn này. Đấy, tại sao nó mất luôn? Bởi vì nút cắp nóc này được chọn. Lệnh copy sẽ không có. Giờ ta ấn Enter, giờ ta dán này. Giờ Ctrl này. Ctrl này, V này. Đấy, cũng không dán được. Bởi vì cái nút cắt nóc này được chọn. Là vì sao nó lại mang cái lỗi này? Bây giờ tôi mới giải thích là vì sau khi cái đầu đọc nó đây. Đây nha, ta quay lại chỗ này nhá. Điều kiện của chúng ta đây. Tôi chạy lại cái điều kiện này. Mặc dù cái điều kiện là gì? Checkbox 4 được chọn. Tức là cái nút Ctrl ấy hoặc checkbox 5 được chọn. Nhưng mà cái lệnh Ctrl C này vẫn không được được thực hiện. Vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái nút cắp nóc ở trên này đang được chọn. Checkbox 1 trước là cái nút cắp nóc đang được chọn, đúng không? Thì bây giờ cái đầu đọc nó sẽ hiểu như sau. Nó sẽ bao giờ nó cũng chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nó kiểm tra ba cái điều kiện này. À, hai cái điều kiện này. Đúng không? Nếu điều kiện nào thỏa mãn thì nó thực hiện luôn rồi, nó sẽ không thực hiện điều kiện thứ hai. Mặc dù điều kiện thứ nhất cũng thỏa mãn, điều kiện thứ hai cũng thỏa mãn. Vì vậy nó chỉ thực hiện một điều kiện thôi. Nó thực hiện điều kiện trên rồi thì nó sẽ không thực hiện được điều kiện dưới nữa. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã tích vào cái nút cắp bóc, vào cái nút cắp nóc đấy. Đúng không? Đúng không? Thì nó cứ kiểm tra là cái nút checkbox 1. Nó kiểm tra thấy nút cắp nóc được chọn. Là nó thực hiện luôn là chữ C này luôn. Đúng nhá. Mặc dù cái nút Ctrl ở dưới này cũng được chọn, nhưng mà nó đã thực hiện ở trên rồi thì nó sẽ không thực hiện ở dưới nữa. Nó chỉ thực hiện được một dòng, một điều kiện nào đó thôi. Đúng không? Các bạn hiểu ở cái chỗ này chưa? Đó nhá, bây giờ tôi làm lại, tôi nói lại này. Khi cái sự kiện nút C này được thực hiện này, bút tông 28 được tích đấy, sự kiện được tích vào đấy, được chọn đấy, thì cái đầu đọc nó sẽ kiểm tra điều kiện thứ nhất. Nếu thấy thỏa mãn nó sẽ thực hiện cái dòng lệnh này luôn. Và nếu mà cái nút Ctrl thứ nhất hoặc Ctrl thứ hai hoặc Ctrl thứ ba, nút thứ ba là nút Shift, đúng không nhỉ? Nút Shift nó cũng ấn vào Shift nó cũng chữ hoa, đúng không? Một trong ba cái điều kiện này mà được thỏa mãn là nó thực hiện lệnh này luôn. Đấy. Xong điều kiện, nếu điều kiện này không có cái nút nào được chọn thì nó sẽ chạy xuống điều kiện thứ gì? Thứ hai. Đúng không? Và nếu điều kiện thứ hai cũng không thỏa mãn thì nó sẽ chạy xuống cái điều kiện còn lại, đó là nó gửi chữ C thường đến. Đấy, tôi chạy lại nhá. Điều kiện thứ nhất là tôi không chọn nút cắp nóc này. Đúng không? Tôi nhấn Ctrl, đây tôi nhấn điều kiện thứ nhất này, tôi gõ vài ký tự ở đây nhá. Bây giờ là
Bây giờ tôi không nhấn nút cắp nóc thì đúng không? Thì cắp nóc không được chọn này. Đúng, tôi bôi đèn này. Tôi nhấn vào Ctrl C. À, tôi nhấn vào chữ C để tôi chọn chữ Ctrl nhá. Bây giờ tôi nhấn vào chữ C này, tức là nhấn vào cái nút 28 đấy, đúng không nhỉ? Tôi nhấn vào chữ C này. Sau khi nhấn vào cái nó sẽ kiểm tra. Nó sẽ kiểm tra này. Đấy, bạn thấy là nó không thực hiện cái, nó không có chữ C hiện lên trên đây, bởi vì bởi lẽ nó đang thực hiện cái, bởi lẽ nó đang thực hiện cái dòng lệnh Ctrl C này đúng không? Bởi mẹ nó đang thực hiện cái dòng lệnh này. Bởi vì nút cắp nóc trên này không được chọn đúng không nhỉ? Đây là nút checkbox 1 là cắp nóc này. Đúng không? Nút này tôi không được chọn thì nó kiểm tra cái nút, cái nút Ctrl này được chọn cái là nó thực hiện cái dòng lệnh này luôn. Dòng lệnh là đây là Ctrl C này, tức là sẽ không ra chữ C nào cả đúng không? Đấy. Yeah, bây giờ tiếp tục nhé. Lúc nãy tôi nhấn Ctrl C rồi. Bây giờ tôi sẽ nhấn Ctrl V này. Ctrl V thì để tôi xuống đây này. Ctrl V nó sẽ paste xuống đây đấy đúng không? Đấy nè. Ctrl C xuống dòng. Ctrl V đúng không? Nó paste. Nhưng mà tôi cũng thực hiện đấy như thế, nhưng mà với tôi ấn vào nút cắp nóc lại sẽ không thực hiện được này. Bôi đen này, ấn cắp nóc này, nhấn Ctrl C này, à nhấn đúng, nó nhấn Ctrl này, bây giờ nhấn C nó sẽ không thực hiện lệnh cóp mà nó sẽ xóa mất đi và nó ra ký tự C đấy đúng không? Bây giờ ta sẽ khắc phục cái lỗi này như sau. Bây giờ ta chỉ đảo câu lệnh đi thôi, ta sẽ đảo câu lệnh này như sau. Bây giờ ta sẽ cắt cái câu lệnh này cho nó lên trên. Ta sẽ cắt câu lệnh này lên trên. Bôi đen hết cái dòng lệnh của cái điều kiện thứ hai đấy. Ctrl X tôi cắt lên này. Đấy. Tôi cho lên trên đầu. Enter tôi chèn dòng ở đây. Ctrl V nhá. Tôi chèn lên. Đấy. Và tôi cắt cái eo này. Ctrl X. Tôi thả nó vào đây. Tóm lại đấy. Vẫn là tôi để nguyên si như thế. Bây giờ tôi sẽ giải thích như sau. Đấy. Sau khi nhấn vào nút cắp nóc, bởi vì tôi cho cái nút checkbox này nó nằm xuống dòng dưới rồi, cho dù bây giờ có ấn cắp nóc nó vẫn thực hiện được. Bởi vì sao? Nó sẽ ưu tiên dòng đầu tiên, tôi sẽ đưa cái dòng này lên trên. Tức là cái nút checkbox 4 này, tức là cái nút Ctrl ấy. Nút Ctrl được chọn thì nó sẽ, nếu nút Ctrl được chọn thì nó sẽ thực hiện cái lệnh là Ctrl C này đúng không? Đấy, cho dù cái nút ở dưới này có được chọn hay chăng nữa, tức là cái nút cắp nóc mà tôi đưa nó xuống dưới rồi đấy, có được chọn hay chăng nữa thì nó cũng không thực hiện cái dòng lệnh này, bởi vì nó đã thực hiện dòng lệnh trên rồi thì nó thôi dòng lệnh dưới như lúc nãy. Đấy, chỉ một câu thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái lệnh vừa nãy nhé. Nó sẽ, tôi sẽ chạy lại dòng, cũng là cái đấy nhưng tôi sẽ chạy lại. Bây giờ là nó sẽ chạy này đúng không? Bây giờ tôi gõ vài ký tự đây đã nhé. Đấy là bây giờ tôi bật cắp nóc này, bật cắp nóc đúng không, tức là nút cắp nóc được chọn đấy. Sau đó tôi bôi đen, tôi nhấn vào nút Ctrl đấy, tức là Ctrl và cắp nóc đều được chọn. Bây giờ tôi nhấn vào C. Lúc nãy ta nhấn vào C thì cả cái dòng này xóa mất, nhưng bây giờ ta nhấn vào C nó sẽ không xóa này. Đấy, nó sẽ không bị xóa nữa. Và bây giờ ta sẽ Ctrl V để paste nhé. Ctrl V. À, vì là tại sao lại chưa paste được? Bởi vì tôi mới sửa mỗi một cái chữ Ctrl gì, mỗi sửa mỗi một chữ Ctrl C thôi mà tôi chưa sửa dòng lệnh Ctrl Ctrl V đúng không nhỉ? Nếu tôi bỏ này đi thì tất nhiên nó sẽ paste được đúng không? Đấy. Bây giờ ta sẽ làm lại nhé. Bây giờ ta sửa nốt cái dòng lệnh của cái, đây lúc nãy là tôi mới sửa một cái Ctrl C thôi, chưa sửa Ctrl V. Đấy, tương tự thế giờ tôi cũng phải sửa cái nút V này. Tôi cũng đặt vào cái đằng sau chữ L này, tôi kéo xuống dưới, tôi cắt
cái đồng lệnh của Ctrl V này lên, Ctrl X này, hay chuột phải chọn cắt này. Tôi sẽ đưa lên trên này, tôi dán này, tôi sẽ paste nó vào đây. Tương tự thế, tôi sẽ cắt cái eo này lên trên này, tôi dán vào đây. Đấy, bây giờ ta nhấn nút, bây giờ ta chạy lại chắc chắn là được, đúng nhỉ? Rồi, tôi sẽ làm lại cái thao tác vừa đây. Đây nhá, tôi bật cắp nóc trước, đúng không? Tôi bôi đen này, tôi nhấn Ctrl này, tôi nhấn C này, đúng không? Đấy là đã được, nó vẫn được copy rồi, nó không bị xóa. Giờ tôi chèn xuống dưới này, tôi copy nhá. Tôi lại nhấn Ctrl này, nút cắp nóc này vẫn sáng, đúng không? Tôi nhấn V này, đấy, và nó đã thực hiện, đúng không? Lại bôi đen này, Ctrl C này, đấy, xuống dòng này, Ctrl V này, đấy, tức là nó đã sửa được cái lỗi mà cái phiên bản của phần 1 tôi hướng dẫn không để ý đến cái câu điều kiện của nó. Rồi, đấy là phần thứ nhất, là xong cái sửa được cái lỗi của cái một, còn một cái phím nữa, đó là phím Ctrl, à phím An nữa, phím An mà giờ trước tôi chưa hướng dẫn. À, tương tự cái cấu trúc cách tạo như thế, chúng ta sẽ làm cái phím ví dụ như tùy theo. Ở đây cái phím Ctrl thường được kết hợp với lại những cái phím nào. Ví dụ như là ở đây tôi sẽ làm hết tất cả các phím này. Ví dụ như Ctrl A là bôi đen hết, Ctrl S là gì? Là xây, Ctrl D là bỏ cái lệnh gì? Lệnh cóp đúng không nhỉ? Lệnh Ctrl H rồi Ctrl G vân vân, tùy theo. Với Ctrl F là cái gì? Đại loại thế, Ctrl Z quay lại, Ctrl X cắt. Ctrl B là tô đậm, Ctrl N là mở file mới. Rồi Ctrl O là mở một file nào đó, hay Ctrl I là chữ nghiêng, Ctrl U là chữ đậm. Ctrl I là quay lại, Ctrl T là text thì vân vân. Đấy. Tất cả các nút đấy chúng ta cũng làm giống y như thế. Tôi chỉ làm mẫu cho mọi người hai cái nút này thôi. Các cái nút trên kia nó cũng cách nó cũng giống như thế. Phải nhỉ? Ví dụ như tôi lấy ví dụ như Ctrl A chẳng hạn. Đây, tôi làm mẫu lại cái nút Ctrl A. Các nút kia nó cũng thế thôi, cũng bôi đen này. Đấy. Cắt Ctrl X cắt nó lên trên. Xong cắt cái chữ L này lên trên. Đâu rồi? À, nhầm rồi. Quay lại, vừa nãy cắt hình chưa dán. Đúng rồi, cắt nhưng mà chưa dán, bây giờ mới dán nó vào. Ở đâu? Đúng rồi, cắt này. Đấy. Dán vào đây, Ctrl V ở đây, đúng rồi, dán. Xong mới cắt cái eo lên trên. Nhiều lúc cắt nhưng mà không dán. Đấy, dán vào đây. Đấy, tương tự thế. Giờ ta nhấn Ctrl A nó sẽ bôi đen hết, đúng không? Ví dụ thế. Ví dụ như ta sẽ có một cái dòng lệnh này. Rồi, ví dụ thế, giờ ta nhấn Ctrl A nhé. Chấn cắp nóc nó vẫn cứ lệnh Ctrl này, A này. Đấy, nó sẽ bôi đen hết, đúng không? Tương tự thế, ta cũng làm giống y vậy các cái nút còn lại. Ở đây tôi làm hết, tất cả các phím này đều làm Ctrl hết, bởi vì Ctrl nó kết hợp với rất nhiều. Ở đây tôi làm một cái mẫu nữa, ví dụ như cho một nút này nữa này. Tương tự thế, chúng ta sẽ làm cho đến cái nút. Đây, ví dụ nút này. Cái nút Ctrl mà cộng với lại cái nút này là phóng to phông chữ này lên, đúng không? Nhất là chúng ta hay làm trong PowerPoint. Ấn Ctrl A để phóng to chữ lên. Giờ tôi sẽ làm mẫu nút này nhé.
nút này cũng làm tương tự thế này. Ta sẽ bôi đen cắt cái dòng này xuống này, đúng không? Đấy, đưa lên trên này, Ctrl V này, xong cắt cái eo này lên lên trên này này. Đấy, giờ chúng ta chạy thử cái nút đấy nhé. Đây nhá. Bình thường này, nếu mà không ấn Shift thì là nó sẽ cho ký tự đây, tôi cho vào đây nhá. Không ấn Shift thì nó sẽ cho ký tự ở đâu? Đây, cho ký tự này đúng không? Đây là đang bật tiếng Việt, đâm là nó cứ lên chữ Ư. Nếu không có chữ Việt, tiếng Việt thì nó sẽ lên luôn, đúng không? Đấy, nếu không có, bây giờ ấn Shift thì nó sẽ lên ký tự trên đúng không? Đấy, ấn Shift thì lên sẽ ký tự trên. Ấn Shift dưới này cũng được. Ấn Shift ở đây, Shift ta chỉ ấn một nhát thì nhả ra luôn. Không ấn Shift như kiểu cắp nóc này, ấn một cái là giữ chặt. Bởi vì cắp nóc thì bao giờ cũng giữ chặt đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ dùng cái kết hợp với phím Ctrl để phóng to những cái chữ này lên, đúng không? Nhất là trong PyVoice chúng ta có rất nhiều đối tượng thì chúng ta không thể cho từng đối tượng một đều được. Ở đây ta sẽ nhấn Ctrl này, đúng không? Tôi kết hợp với cái phím này nó sẽ to lên này nhỉ, đúng không? Đấy, chữ nó to lên đúng không? Đầu tiên bây giờ nó đang là 13 đúng không nhỉ? Bây giờ tôi lại nhấn một cái nữa nó sẽ lên, nhấn này Ctrl này. Đấy, 14 Ctrl 15. Còn nếu mà ta đè thì, nếu mà trong thực tế ta đè chặt phím Ctrl này thì ta nhấn cái này nó liên tục luôn thì nó sẽ lên luôn, đúng không? Để sẽ không, nếu mà phím thật ấy, thì ta sẽ nhấn là đè chặt thì nó sẽ lên luôn 18, đè chặt 19. Tương tự thế, nút này là thu gì? Thu nhỏ. Đấy, đấy là, đấy là tóm lại là bài ngày hôm nay, mục tiêu chính của chúng ta là khắc phục cái lỗi bật cắp nóc thì không thực hiện được Ctrl, mà ta đã khắc phục được bằng, tức là chuyển các câu lệnh của dòng Ctrl lên trên cắp nóc, chuyển câu lệnh của dòng Ctrl lên trên cắp nóc, đúng không nhỉ? Xong, tiếp theo các cái phím trên này cũng thế, tất cả những phím này, ví dụ như là Ctrl 1 thì là cái gì? Ctrl 1 nếu chúng ta ấn bình thường đấy thì nó sẽ không lên cái gì cả. Ở đây tôi sửa nút Ctrl 1 luôn nhé. Thử Ctrl 1 này. Ở đây ta chưa làm Ctrl 1 đúng không? Rồi. Ở đây tôi chưa thực hiện, đây mới chỉ là ấn Shift thì nên ký tự chấm than. Ấn không ấn Shift thì là trả về ký tự 1. Thế vậy bây giờ tôi sẽ kết hợp phím Ctrl vào đây thì ta làm thế nào? Bây giờ ta sẽ làm như sau. Ta cũng chọn giống như lúc nãy. Giờ ta cho cái dòng if else này lên trên. Lúc nãy là ta có rồi, ta phải cắt, nhưng bây giờ ta phải gõ mới. Đấy, ta ấn, ta chèn một cái câu lệnh vào đây. Cho chữ L vào đây. Đấy, thì nó sẽ không báo lỗi. Bây giờ ta sẽ chèn câu lệnh vào đây. Đây là checkbox Ctrl. Ctrl nó là checkbox mấy nhỉ? Vừa cái gì xong đã quên rồi. Ctrl này. Ctrl nó là checkbox 4. Ctrl này là cái checkbox 5 đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đấy, ta sẽ điền vào đây là nếu checkbox 4 hoặc checkbox gì 5 mà được chọn, tức là phím Ctrl được chọn đấy, thì sẽ gửi đến dòng lệnh như sau. Tôi copy đây lên cho nó nhanh. Sẽ gửi đến dòng lệnh ở đây là Ctrl đúng không nhỉ? Ctrl là cái chữ V ngược đúng không?
và số 1, tức là Control 1 ấy. Được chưa? Thế thôi, xong rồi. Tương tự thế, tôi copy cái dòng lệnh trên này. Tôi làm với số 2. Copy này. Tôi làm với số 2, đúng rồi, đây số 2 đây. Tôi chèn vào đây. Tôi làm với số 2 thì tôi sửa cái này thành số gì? Số 2. Tương tự thế, chúng ta sẽ chèn hết cho đến số 3, số 4, vân vân. Bây giờ ta chạy thử xem căn nếu này, nó cũng giống như nãy, lại giải thích lại thôi nhá. Đây này, nếu cái nút, đây tôi giải thích nút 1 này đi. Nếu cái nút bút tông 37 này là cái nút số 1 đấy mà được chọn, thì nó sẽ kiểm tra nếu cái control 4 và control 5 là hai cái nút control này được chọn này. Đây này, tôi vừa kiểm tra này, đúng không? Nếu mà hai cái nút đó được chọn thì nó sẽ gửi đến cái dòng lệnh control cộng với 1. Đây, control 1 đấy. Cái control 1 thì dùng để làm cái gì? Thì tùy phần mềm nhé. Có phần mềm nó dùng control 1, nhưng có phần mềm không dùng control 1. Đúng không? Đây là control và 1, đúng không? Đấy, không phải cứ ấn control 1 là nó lên được đâu, phải tùy phần mềm. Vậy ta phải lấy một ví, tí ta sẽ lấy một cái ví dụ phần mềm nào sử dụng control 1. Này, bắt đầu xong rồi đúng không? Nếu hai cái nút control được chọn mà ấn vào số 1 thì nó sẽ gửi đến gì? Tức là cái nút số 1 được chọn, có cái nút hai nút control mà được chọn thì nó sẽ gửi đến là control cộng 1, đúng không? Còn nếu không, đây cái nút checkbox 2 hoặc checkbox 3 là hai cái phím shift ấy. Nếu phím shift, nếu mà một trong hai cái phím shift mà được chọn thì nó sẽ trả về ký tự là chữ dấu chấm than. Còn không có cái nút nào được chọn thì nó cả về ký tự là số gì? Số 1. Bây giờ tôi sẽ chạy nhá. Tôi sẽ thực hiện này. Nó hơi trừu tượng tí đúng không? Bây giờ tôi xóa hết cái này đi. Xóa hết cái này đi. Nào bây giờ tôi làm lượt này. Không nút nào được chọn này, nó sẽ trả về số gì? Số 1 đúng không? Bây giờ tôi chọn một phím shift, chọn một phím shift thì nó trả về số ở dấu chấm than đúng không? Chọn phím shift nó trả về chấm than, hoặc chọn shift bên này đi. Nó trả về dấu chấm than. Chọn shift nó trả về chấm than. Đấy, bây giờ tôi không chọn shift mà cũng không chọn cái gì cả. Tôi sẽ chọn control. Đấy. Tôi chọn control này. Tôi chọn control. Xong tôi nhấn số 1. Đấy. Các bạn thấy là nó không có một cái hiện tượng gì xảy ra, bởi lẽ trong cái phần mềm mà chúng ta đang dùng ở đây không có phần mềm nào sử dụng phím tắt là control 1. Ở đây phần mềm mà tôi đang gõ đây là control P là in, là control S là new, control O là mở, control N là mở file mới. Bây giờ tôi sẽ mở một cái phần mềm mà sử dụng control 1 lên nhé. Đó chính là cái phần mềm này, phần mềm mà zoom màn hình này. Đây tôi sẽ mở một cái phần mềm. Ở đây có phần mềm này có dùng control 1 không? Để tôi nhấn thử control 1 xem nó có lên cái gì không. Không lên cái gì cả đúng không? Bây giờ tôi sẽ mở một cái phần mềm mà nhấn control 1 nó sẽ lên. Ở đây tôi mở cái phần mềm Zoom IT này đúng không? Đấy, cái phần mềm này Zoom IT. Bây giờ tôi sẽ bật cái bàn phím này lên đúng không? Tôi đóng cái thằng này xuống lại nè. Đấy. Bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ nhấn này. Tôi sẽ nhấn vào đây cái là nó sẽ có hiệu nghiệm luôn này. Nhấn control này đúng không? Ý này, control, nhấn control 1 cái là control. Ấn vào số 1 cái là nó sẽ zoom lại ngay nhá. Đấy. Các bạn để ý thấy là tiện cái màn hình nó zoom lại ngay. Đấy, nó zoom lại. Và nó cho phép chúng ta vẽ, đúng không? Ví dụ thế. Ấn lại cái nhé nào. Ấn này. Control 1 này. À đâu, nó bỏ, nó lấy bỏ mất rồi. Đấy.
Đấy, cái phần mềm này nó cho phép chúng ta là, đây là tôi đang dùng phần mềm Zoom IT đúng không? Đấy. Đấy là cái phần mềm sử dụng Control 1. Đấy, tương thế ta cứ làm hết xem có cái phần mềm nào nó dùng không thì chúng ta nó dùng đến, nó có tác dụng đến. Còn không có phần mềm nào nó dùng thì ở đây cái phần mềm Zoom IT này của tôi sử dụng đây. Ví dụ đây, cho đây nó đây này. Đây chính là nó sử dụng cái Control cộng 1 là zoom, zoom lại 3 lần này, đúng không? Đấy, ví dụ thế, đây là Control 4 nó là cái gì đó. Control 4 là vẽ, Control 2 này. Rồi, đấy là tùy theo phần mềm đấy. Ví dụ Control 3 là cái ra cái gì, đồng hồ, đồng hiếc gì đây. Là cái thời gian. Giờ tôi làm một cái cho Control 3 xem nó làm sao nhé. Tôi làm một cái Control 3 tương tự thế. Ở đây tôi làm cái Control 3. Đây là Control số. Đây tôi copy cái dòng lệnh này nè. Để nó đỡ. Đấy, tương tự thế tôi sẽ nhảy đến cái số 3. Để xem tí nó là cái Control 3 nó là cái gì đúng không? Tôi chèn vào đây. Paste vào đây. Đây, tôi nhấn vào đây là Control, tôi sửa lại thành số gì? Số 3. Bây giờ tôi chạy nha, Control 3 xem nó nhé. Control 3 này. Xem nó lên cái gì nhá. Control 3. À đấy. Nó lên cái đồng hồ này, đúng không? Lên cái đồng hồ tính giờ. Đấy. Giờ tôi lại tắt ra đi. Rồi ok. Vậy đấy là đấy tùy theo phần mềm người ta sử dụng cái phím tắt nào, hoặc do có những phần mềm mình tự đặt nữa mà, mình tự đặt. Đấy, hết rồi, bây giờ là ta sang thế là phím gì rồi? Control, vậy là ta đã sử dụng triệt để phím Control rồi đúng không? À bây giờ ta sang phím An. Tương tự thế. Bây giờ lại phím An. Phím An là thường kết hợp với phím nào chúng ta cũng do chúng ta tự nghĩ và chúng ta tự đặt, chứ chúng ta có thể đặt tất cả cái phím này trên bàn phím cũng được nhé. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn mẫu cách làm của nó cũng giống y như thế thôi. À, phím An thì là cái ký tự của nó là gì nhỉ, là dấu sao đúng không? À giờ trước tôi hướng dẫn các đồng chí à, các bạn là phím An này là chúng ta đang để là cái gì đây, phím An này là bút tông đúng không? Đúng rồi. Vậy tôi nhắc lại là bút tông 70. Những phím nào là nút nhấn, những phím nào là checkbox, tôi điểm kê lại là nút cắt nóc là một, là nút nhấn này, à là checkbox này. Shift là hai là checkbox này. Control là ba là checkbox này. Và Alt là bốn là checkbox này. Bốn cái nút này là checkbox. Còn lại là nút nhấn hết. Đúng không? Shift thì có hai shift. Control có hai Control, An có hai An, chúng ta là checkbox. Bây giờ tôi xóa thằng này đi. Tôi sẽ xóa cái thằng An này đi, ấn đen nó đi. Đấy, tôi sẽ lấy mới cái thằng checkbox ra. Không không copy nó, bây giờ nó viết lệnh là không copy nữa. Lấy cái checkbox này đúng không? Đấy, thả nó ra. Đấy, bây giờ ta sẽ chỉnh cái thông số này đây tí. Chỉnh cái này nó về cái dạng đây, cái nút này về cái nút nhấn này, checkbox dạng nút nhấn đấy, và cái auto size, cái auto size để chúng ta chỉnh kích cỡ cho nó phép, cho phép nó co giãn. Cái này giờ trước tôi hướng dẫn rồi, làm rồi đúng không? Đây cái auto size này cho về full đi. Đấy thì chúng ta mới, nó mới cho phép chúng ta chỉnh sửa ở đây. Đấy. Và cái nút này nó là tên của nó là cái gì chúng ta phải nhớ để tí nữa chúng ta. Đây nó là checkbox 6 nhá. Nhớ cái chữ này nó là checkbox 6. Người ta ghi vào đây là An. Antenna. Đúng không? An.
người ta cóp sang đây. Một cái nữa thì nó sẽ là checkbox gì 7 đấy, tương tự thế thôi. Copy sang là checkbox 7. Về cách làm cũng giống như nút control, không khác nhau tí nào. Thì chúng ta sẽ để thoát cái phần mềm zoom này đi cho đỡ nặng máy. Cái nút an này, câu lệnh của nó cũng giống như thế. Nút an này nó kết hợp với phím nào? Vậy chúng ta thử trên bàn phím nhé. Phím an ấn an F mấy, an F4 thì nó ra cái gì nào? Đấy, an F4 nó ra cái chữ này là tắt cái gì đấy. Hay là an F mấy đấy. Rồi, tí ta làm xong ta mới thử trên phần mềm Word xem làm sao. Bây giờ ta sẽ thử cái an F4 đi. Đây, an F4. Đây, an F4 đâu? Đây, đúng rồi. Ta nháy vào nút đấy nó sẽ ra cái nút của F4. Vậy thì ta sẽ copy một cái... Đây, ta copy bên này cho nhanh nhá. Lấy một cái nút Ctrl... Đây, cái nút này. Copy ở cái nút này này. Copy cả một cái thằng này cho nó ở đây, đúng rồi, để ta đỡ phải gõ F4 đi, ta dán nó vào đây. Ở đây nó chỉ có hai điều kiện thôi. Đây ta sẽ xóa cái thằng này đi. Xóa cái giữa này thì nó có hai điều kiện thôi. An F4. Đấy. Lúc nãy ta ghi là checkbox mấy nhỉ? Checkbox 5 đúng không? À checkbox 6, đúng rồi. 6 hoặc gì? 7. Đúng chưa? Nếu checkbox 6, 7 mà được chọn thì ta sẽ chọn, nó sẽ gửi đến ký tự an và F4 thì ta sẽ copy cái này xuống. Ta dán lên đây. An của ta là phần trăm đúng không nhỉ? An của ta là phần trăm đấy, vậy là an F4. Thế thôi, đây có hai dòng lệnh thôi. Hai điều kiện thôi, nếu checkbox 4 hoặc checkbox, tức là nếu an 6 checkbox 4, checkbox 7 mà được chọn thì nó sẽ gửi đến ký tự an và F4. Mà an F4 thì thực hiện cái gì? Còn nếu không có cái nào được chọn thì là sử dụng F4 bình thường. Đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ chúng ta test thử nhá. Ta new vào, test thử. Rồi. Giờ tạm thời ta đóng cái thằng này xuống, ta mở một cái phần mềm này lên. Ta nhấn an F4 xem nó ra cái gì nhá. An F4. À, nó không ra cái gì à? F4 an. À đây, nó ra cái chỗ này. Nó hỏi có new không nhá. Nào, ở đầu nó ra cái dòng này, nó nằm phía dưới. Mình không an này. Nút an này tại sao nó cứ sáng? Ở mình chưa cho nó chế độ full đúng không? Lại như này, an này, F4, đấy. Nó hỏi là bạn có muốn new cái này không? Đúng nhá. Người ta giết xem làm sao nào. Đấy. Nó sẽ new lại, đúng không? An F4 là đóng hay như nào đó. Đây, ta thử kiểm tra trong đây xem nó có là cái gì. Cái lệnh an F4 nó là cái gì. Đấy, đại loại là thế. Tương tự an F5, F6. Nó là cái câu lệnh như thế thôi. Rồi. An F4, đúng rồi, đây. Rồi, tương tự thế. Giờ các cái câu lệnh khác nó tương tự như thế. Bây giờ ta sẽ... Ở đây là cái bài hoàn chỉnh tôi đã sửa sẵn và thêm một số tính năng nữa. Thêm một số tính năng nữa.
Đây là cái bài hoàn chỉnh mà tôi đã làm xong cái sản phẩm. Tôi cho cái phím nó nhỏ đi một tí nữa. Ở đây tôi chỉnh lại một số giao diện. Cái bàn phím tôi chỉnh màu lên một tí và nó có thêm một vài chức năng nữa. Ở đây tôi cho thêm một cái nút copy này nữa. Bây giờ để cho nó dễ, tôi sẽ chạy cái phần mà nó đã sẵn rồi. À, sau khi chúng ta làm xong là chúng ta chọn public, vào đây vào chọn public hoặc dòng này cũng được, thì nó sẽ ra cái sản phẩm của nó. Có thể là nó hai dạng public thì nó ra dạng cài đặt, không thì nó là chúng ta vào cái phần bin này để chúng ta lấy cái sản phẩm đấy nè. Đấy, sản phẩm này chỉ việc chạy thôi, không phải cài đặt. Nếu ta public thì nó sẽ ra cái cài đặt. Đây nó public này, public thì nó sẽ ra cái thằng cài đặt này, mình chỉ việc chạy và cài đặt, nó cài đặt sẵn luôn. Đấy đấy, nó cài đặt thì chúng ta chỉ việc mở trên cái phím cài đặt này thôi. Đây đấy, cái phần này xong rồi, tạm thời tôi đóng nó lại. Bây giờ tôi sẽ thực hiện trên Word cho một vài thao tác cho nó. Đây tôi gõ vài ký tự đây. Đấy, các cái lệnh copy thì vẫn cứ bình thường đúng nhỉ, ví dụ như là muốn phóng to này, Ctrl này, Ctrl này, hoặc là ta có thể làm một cái phím tắt chuyên về cái lệnh này, phóng này cũng được, nhưng mà nó sẽ nhiều ở đây. Hoặc là ví dụ đây copy này, tôi sẽ dùng lệnh Ctrl này copy đúng không, xuống dòng Ctrl V đấy, thì sẽ nhấn. Hoặc là ở đây tôi làm một nút hai lệnh luôn, tôi làm sẵn một cái nút copy ở đây, chỉ việc nhấn vào đây là gì, copy này đấy, là copy này, xong đưa xuống dưới này dán luôn này, ấn vào nút dán này là dán luôn này. Đấy, dán này, dán dán này đấy, tức là ta sẽ làm một cái bôi đen hết này đúng không, ấn vào chữ cóp luôn đấy, tiện hơn là dán này đấy. Đấy nó dán rất là nhanh đúng không. Ở đây thì thay vì ta nhấn can chân C, tôi làm luôn cái nút lệnh là can dán luôn, dán copy dán nhanh, copy dán 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 đấy, thì nó cũng giống như chúng ta làm trên Word này mà. Hoặc là chúng ta vào mạng, chúng ta có thể là copy ở trên cái trình duyệt mạng, ví dụ ở đây ta vào mạng đây, ở đây ta vào mạng nhé, ta cũng copy luôn cái dòng này, nó sẽ copy luôn. Đây ta vào mạng, ví dụ như ta vào mạng một cái trang nào đó như Facebook hay là cái gì đó, dân trí chẳng hạn. Dân trí chẳng hạn đấy, ví dụ ta muốn copy cái dòng này thì ta bôi đen này, bôi đen này đúng không, bôi đen, nhấn copy đấy, giờ ta dán nhá, dán này đấy đúng không, nhanh, ví dụ thế. Ví dụ ta xem một cái bài nào đó đây, ví dụ như là copy cái dòng này, bài này, cái bức tranh này xem có được không, nhưng mà phải bôi đen được đã, tóm lại bôi đen, bôi đen đúng không, nhấn copy, người ta dán vào đây đấy, nhấn dán đấy, nhanh đúng không đấy. Hoặc là tương tự chụp ảnh màn hình đấy, chụp sau đó ta mở Word nên ta dán vào, dán vào này đấy, vậy là ta vừa mới chụp được và ta dán vào đúng không nhỉ. Giờ ta chụp lại nhé, đây ta chụp mấy cái bức tranh này, chụp
dán này đấy đúng không, hoặc là ta mở pen này lên này, ta dán vào này. Đây là trên gì, trên pen đấy, nó chụp màn hình, nó chụp cả luôn cả cái bàn phím này. Có lẽ là cho cái bàn phím này sau này mình làm cái chức năng cho nó thu nhỏ lại, khi chụp thì nó thu nhỏ bàn phím này lại, à, thu nhỏ nó đóng cái thằng này xuống thì nó sẽ không có cái bàn phím này đây nữa, đúng không? Đây là chức năng chụp màn hình.